Hiện nông dân nhiều vùng trồng hoa ở Tây Nguyên đang tất bật để chuẩn bị đưa thành phẩm ra thị trường, phục vụ cho người chơi hoa Tết. Tây Nguyên thiên về văn hóa miền Trung, miền Nam nên thường là trưng mai hay là cúc vào độ xuân sang. Tuy nhiên ở đây cũng có những người con xa xứ nhớ quê, họ trồng hàng trăm gốc đào để phục vụ người chơi hoa, góp phần mang không khí rộn ràng của Tết miền Bắc đến với mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn. Anh Trần Văn Văn ở tổ 5, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, vốn là người con xứ Bắc. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh theo gia đình vào Tây Nguyên học đại học và lập nghiệp. Mỗi dịp Tết đến, nhà anh thường mua đào từ Nam Định gửi vào vì bố mẹ nhớ quê. Năm 2010, anh mua giống đào ở Nhật Tân về trồng thử nghiệm. Vì đào là loài cây khó tính, ưa ướt lạnh nhưng đất phải khô, thoáng. Anh Văn đã nảy ra sáng kiến ghép phôi gốc đào rừng tại Gia Lai với thân đào bích mua từ miền Bắc. Gốc đào rừng khỏe, tán đào bích rộng nên cho cây đào ghép nở hoa khắp cành to, nhỏ. Hiện nay vườn đào của anh Văn có khoảng 150 gốc để phục vụ khách chơi hoa Tết, giá từ 2 đến 10 triệu đồng một sản phẩm, tùy vào độ lớn bé của cây đào. Mình thì rất là mong muốn là cây đào sẽ là một cái cây mới và nó sẽ mang đến mùa xuân trên Tây Nguyên, góp phần vào làm cho Tây Nguyên của chúng ta, thành phố Pleiku sẽ đẹp hơn nữa. Gia Lai có số lượng người miền Bắc định cư khá đông, nên văn hóa Tết tại đây cũng có phần nhiều mang hơi hướng Tết phía Bắc. Ngoài bánh chưng, củ kiệu, thì hoa đào cũng là một phần trang trí không thể thiếu của những người con xa quê. Là người đam mê đào và cũng là một người con xứ Bắc, năm nào anh Trần Bá Trung cũng sắm cho gia đình mình một cành đào để có không khí Tết quê hương và để bố mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Cây đào trên đất Tây Nguyên này nó cho cái hoa to và cái sắc hoa cũng nó rất là đẹp. Còn nó khác với cái đào mà người ta gửi xe ở xa, người khác ở địa phương khác người ta đưa đến, người ta vận chuyển thì nó hơn hẳn. Đấy. Năm nay khí hậu Gia Lai se se lạnh là điều kiện thuận lợi nhất để đào bung nụ. Những ngày này, sắc hồng của đào miền Bắc hòa quyện với nắng vàng Tây Nguyên đang làm sao lòng người dân phố núi. Năm mới sắp đến, những người con miền Bắc lại rộn ràng đón Tết ở Tây Nguyên với niềm hân hoan như được sống trong hương sắc quê nhà bên cành đào bung hoa rực rỡ.